xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Xuân Hiền Cao Thi. Bạn ấy hỏi rằng một cái thửa ruộng hình chữ nhật này có chiều rộng kém chiều dài, thì các bạn nhớ toán có lời văn các bạn nên tóm tắt để nhớ cái nội dung của đề bài. Chiều rộng kém chiều dài, chiều rộng kém chiều dài 140 mét, chiều rộng kém 3 lần chiều dài, chiều rộng kém 3 lần chiều dài. Tính diện tích, diện tích thì các bạn biết rằng diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, nên các bạn phải cần tính chiều dài và chiều rộng. Thì ở đây thì mình nháp nha, ở đây các bạn phải biết phân biệt đây là dạng gì. Đây gọi là dạng hiệu và tỷ, tỷ số hoặc là tỷ, tỷ lệ, được chưa ? Chiều rộng kém chiều dài 140 mét thì các bạn có thể nói rằng chiều dài hơn chiều rộng 140. Vậy ta lấy thằng lớn nè trừ thằng nhỏ nè bằng 140. Đây là hiệu, được chưa ? Tiếp tục, chiều rộng kém 3 lần là chia 3, kém 3 lần là chia 3 chiều dài. Vậy chiều dài sẽ gấp mấy lần chiều rộng ? 3 lần. Ở đây các bạn phải hiểu dài bằng 3 lần rộng. Thì 3 đây chính là 3 phần phần 1. Dài là cái số chân tử và rộng là cái số ở dưới mẫu. Vậy dài mấy phần ? Dài 3 phần. 3 phần. Rộng 1 phần. 1 phần. Vậy ở trên ta có gì ? Đây là phép gì ? Phép trừ là hiệu. Vậy ta lấy số phần của chiều dài trừ đi số phần của chiều rộng. Vậy ta tìm hiệu, hiệu nha, giải nha các bạn. Hiệu số phần dài và chiều dài và chiều rộng bằng chữ nhật là ta lấy 3 trừ 1 bằng 2 phần. Thì 2 phần này là 2 phần của 140 mét. Vậy muốn tìm số mét của một phần, ta lấy 140 chia cho 2 ra số mét của một phần. Muốn tìm chiều dài ta nhân 3, muốn tìm chiều rộng ta nhân thêm 1. Vậy ta tìm chiều dài hình chữ nhật là ta lấy 140 nè chia 2, đây là số mét của một phần, nhân cho 3. 140 chia 2 được 70, 70 nhân 3 được 110 mét. Tương tự ta tính chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 140 chia 2 nhân cho 1 bằng 70 mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng rồi, các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là sẽ lấy chiều dài 210 nhân cho chiều rộng là 70 bằng bao nhiêu. Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn, và đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi. Hoặc là các bạn nào có những cái bài gì mà chưa giải quyết được, các bạn cố gắng comment để Lợi hướng dẫn cho tất cả.